Nếu lấy tham chiếu của Chevao Yoko và Toto đang trong tầm 9 đến 10 củ, gọi là cũng là phá giá lắm rồi. Thì em California 950cc này phải gọi là siêu phá giá nha các bác. Cấu hình tốt hơn, giá lại còn rẻ hơn nữa. Và thương hiệu cũng là thương hiệu của Mỹ, một thương hiệu cũng chả thua kém gì Chevao cả. Và điểm danh nhanh về cấu hình. Một bộ đề của Shimano Del Re M6100 1x12 nhá. Đây là em xe rẻ nhất sở hữu được 1x12, ngon hơn cả Toto. Về đôi Mayer thì là của Novatek của Đài Loan xịn này, ngon hơn Joko và bằng Toto nhé. Phuộc thì có khóa hành trình ở trên tay lái này. Phanh dầu của Shimano thì là tiêu chuẩn giống nhau rồi. Và điểm đặc biệt em xe này hơn nữa là một cái phuộc ở giữa khung, phuộc hơi RTA, con này gọi là xe hai phuộc nhé. Bản chất của sản xuất dòng xe hai phuộc thì chắc chắn rồi, nó phải đắt hơn cái dòng xe một phuộc của hai em xe kia. Và thực sự là giá còn rẻ hơn thì em xe này không còn gì để nói nữa, chắc là gọi là cấu hình chơi một mình mất. Và em xe này thì đang có 3 màu là màu đen đỏ như trong video, màu đen xanh dương và màu đen xanh cốm nhé. Cuối video em sẽ để danh sách các màu. Còn sau đây thì mới có một phần review đánh giá luôn chi tiết về em nó nhé. Về khung sườn càng phuộc, xe sở hữu khung hợp kim nhôm không mối hàn, dây đi âm khung 100%, cực kỳ là gọn gàng. Và chất nhôm của nó là nhôm 6061 cao cấp nhé. Đề can thương hiệu là California, mã hiệu là 950cc. Và xe thì không có lỗ chờ để bắt gọng bình nước. Phía sau thì nó có lỗ chờ để bắt chắn bùn này. Tuy nhiên thì em nghĩ là cái thiết kế này cũng không lắp được chắn bùn đâu, vì không có cái chắn bùn nào mà ôm kiểu lên như này cả. Và những cái dòng hai phuộc này em nghĩ cũng không nên lắp luôn. Còn về chân chống thì xe chưa được trang bị chân chống, nhưng bên em sẽ tặng chân chống kẹp khung ở đây nhá, cũng khá là chắc chắn luôn. Thường là cái dòng này họ không lắp đâu, cho nên nhà sản xuất họ cũng không thiết kế, tuy nhiên cái đấy vẫn có thể lắp thêm được thoải mái. Còn về cái phuộc ở giữa là cái điểm nhấn lớn nhất của khung sườn em xe này. Đây, phuộc của RTA mắc đến 300 cc, và chỗ này là chỗ bơm hơi nhá. Các bác có thể dễ dàng điều chỉnh được áp suất của cái ống hơi này bằng cách bơm. Bơm thì mình thấy nếu mà nó cứng quá mình xả bớt đi, và mình thấy nó như yếu quá thì mình lại bơm thêm nhá. Còn về càng phuộc của nó là càng phuộc dầu, có khóa phuộc hành trình ở trên tay lái này, có núm rì lót điều chỉnh độ cứng của phuộc. Vai này là vai nhôm, tinh này là tinh thép được sơn tính nhìn màu đen, và ống phía dưới này cũng là ống nhôm nhá. Thực ra đây gọi là phuộc dầu cao cấp thì chất lượng của nó rất là tốt luôn, gọi là hai thành phần bằng nhôm. Và khung sườn này có gióng đứng của nó là 17,4 inch và gióng ngang của nó là 55 cm, chuẩn cho chiều cao từ 1m65 đến 1m75 và chiều cao đi được là từ 1m6 đến 1m8 nhé. Về bộ chuyển động, xe được trang bị một đôi Mayer làm bằng nhôm của hãng Novatek của Đài Loan xịn, có giá thị trường rơi vào 850 đến 900 và chạy vàng bạc đạn nhé, hai trước hai sau cho một trớn phải nói là cực kỳ là tốt luôn. Đánh giá về đôi Mayer này gần như là hoàn hảo, với giá dưới 10 triệu là không thể chê được, phải trên 12 triệu thì nó mới lắp được loại Mayer ngon hơn. Xe sử dụng trục chốt mở nhanh cả trước cả sau, dễ dàng mở ra để sửa chữa bảo dưỡng được này. Và nan sơn tính điểm màu đen, chân nan mạ chống rỉ, vành là vành nhôm hai lớp dày của California và lốp là lốp của Kenda nhé, có dập nổi chữ luôn tất nhiên rồi, và có cái thông số lốp là 27.5 x 2.1 này. Áp suất lốp của nó bơm là 2,8 đến 4,5, thường bơm tầm 4 cân, và chữ dập nổi Kenda này. Cái này có tuổi thọ tầm 15 đến 20 nghìn cây là thoải mái luôn. Và sử dụng van là van cối nhé, gọi là van xe máy, đi đâu bơm được, cực kỳ là tiện. Về bộ truyền động, đầu tiên là một đôi bê đan có trục cốt thép chạy bi côn, ưu điểm là bền, dễ sửa chữa bảo dưỡng. Để kết hợp với vỏ phun nhôm như này thì phải nói rất là bền luôn, bảo dưỡng tốt, dùng tầm 15 đến 20 nghìn cây. Và bản của nó thì rất là to, chuẩn của địa hình và có hai cái vệt phản quang hai bên. Đuôi đế là đuôi nhôm của Prowell, có mã của nó là Chem, có thông số là 34T, nó giống như con Joko luôn, và trục là trục rỗng BB vặn nhá. Cái này rất là cao cấp rồi, trục rỗng thì nó vừa bền hơn, nhẹ hơn và dễ sửa chữa bảo dưỡng hơn trục cốt vuông mặt đạn. Xích là xích của DIC, cái này bảo dưỡng tốt thì dùng được tầm 6 đến 7 nghìn cây, và xích là xích 12 tầng nhá. Cụ đề sau là của Shimano Deore, mã là M6100 cao cấp, nói chung gần như là cái tầm giá này phải nói là không hiểu tại sao mà hãng trang bị được cho cái thông số này luôn. Cụ này phải nói rất là đắt, với cái tay đề cũng rất là đắt. Clip của nó là thông số 1146T, là clip của đây xem nào, clip của Sunshine của Đài Loan xịn nhá. Cái này thì gần như là cực kỳ ngon luôn, 12 tầng. Và trên này là một cái tay đề của Shimano Deore 12 speed. Cái đề Deore 12 speed này mặc định là 6100, bởi vì 5100 là chỉ đến là 11 speed thôi. Phải nói là cực kỳ ngon luôn. Bộ đề này mà chê nữa thì thực sự không biết quảng cáo cái gì nữa luôn rồi. Về hệ thống phanh, sẽ trang bị hệ thống phanh đĩa dầu của Shimano, mã là MT200 của Nhật nhé. Cho một lực phanh bóp rất là nhẹ luôn, gọi là phanh bóp 3 ngón, mà thực tế ra thì em thấy bóp một ngón cũng nhẹ luôn chứ không phải là 3 ngón nữa. Cái này thì về cơ bản là cái hiệu suất gần như không giảm theo thời gian và xác suất lỗi gần như bằng không nhé. Và đĩa phanh của nó là Phi 160 tiêu chuẩn, và đĩa phanh làm cũng cách điệu khá là đẹp.
Mặc dù nó không phải của Shimano đâu, nhưng mà cái hiệu suất này cũng rất là ngon rồi. Và được cái là cái hình thức của nó là trông vẫn rất là chiến nhá. Phía sau cũng thấy đồng bộ. Và em xe này thì tất nhiên rồi, MTB thì bóp đều hai phanh thôi, chúng chẳng cần phải lưu ý gì. Phanh dầu thì hiệu suất cực kỳ cao luôn, các bác cứ kiểm soát đều hai phanh là an toàn thôi. Về hệ thống lái, sẽ được trang bị một ghi đông làm bằng nhôm của California, có độ rộng là 68 cm nhé. Thiết kế bo cong như này thì cho cảm giác lái rất là thoải mái. Và đặc biệt là hãng còn trang bị cho một cái đôi tay nắm chống mỏi luôn, rất là ưng luôn, có cái gờ chống mỏi này và có hai đai nhôm chống xoay hai bên, và chất da của nó cũng rất là ok. Đây, cả hai bên luôn, rất là đầu tư luôn nhá. Cái này thì gần như không phải nâng cấp nữa rồi. Trước trang bị một cái miếng phản quang đi đêm sẽ an toàn hơn. Chén cổ của bằng nhôm này, vô tăng của California cũng làm bằng nhôm luôn, cọc yên cũng là nhôm lúc của California, dùng hai vít và yên da mềm của California. Cái yên này thì độ mỏng ở mức gọi là tạm tạm thôi, được cái là chất da tốt và có ránh giữa. Các bác có nhu cầu thì đi xa thì dùng cái quần đạp xe, còn đi gần thì nên dùng thêm một cái bọc yên nhé. Chứ còn mới nhập môn mà đi yên chay này thì cũng khá là đau đấy. Và thử dùng trục chốt mở nhanh ở cái cọc yên này luôn, cái khóa mở nhanh cọc yên luôn. Cái này được cái là tiện, nhưng mà nó không đẹp bằng cái loại vận ốc, nhưng mà nó tiện hơn nhiều. Nhà mà có nhiều người đi thì dễ dàng nâng lên hạ xuống được. Và phía sau thì được trang bị thêm một miếng phản quang luôn, đi đêm sẽ tăng tính an toàn. Cuối cùng là về khối lượng của xe. Xe có khối lượng chỉ có 15,3 cân thôi, cũng đúng tiêu chuẩn của MTB vành 27.5 và full nhôm nhá. Trước em nghĩ là có hai phục thì nó sẽ nặng hơn, tuy nhiên thì cũng không phải, nó cũng là trong tiêu chuẩn từ 15 đến 15 cân rưỡi. Và xe này có chính sách bảo hành là khung sườn 5 năm, phụ tùng 1 năm từ xăm lốp và bê đan, và quà tặng đi kèm sẽ là chân chống và khóa số nhá, còn gá nước, bình nước và cái chắn bùn thì khả năng là em không tặng được, bởi vì nó cũng không có chỗ lắp. Còn xe này có 3 màu như em nói từ đầu, thì cuối video em sẽ chính sách các màu. Rồi, cảm ơn các bác xem hết video và chúc các bác chọn được cái xe ưng ý nhé.